Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe tuổi vàng của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Trong chương trình lần trước, chúng tôi đã cùng với quý vị và các bạn tìm hiểu về bệnh đột quỵ, các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh và phương pháp dự phòng điều trị. Trong số ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi sâu hơn về phục hồi chức năng sau đột quỵ. Và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Thạc sĩ bác sĩ Lâm Thùy Mai, trưởng đơn vị phục hồi chức năng thần kinh đột quỵ, Trung tâm đột quỵ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Xin chào bác sĩ. Trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào quý khán giả, xin chào Tuấn Việt. Vâng, và để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị khán giả cùng với bác sĩ Lâm Thùy Mai, chúng ta sẽ cùng theo dõi một số thông tin về bệnh đột quỵ và những triệu chứng của bệnh. Đột quỵ là tình trạng suy giảm thần kinh cấp tính kéo dài hơn 24 tiếng và nguyên nhân từ mạch máu não gây ra. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ là do tắc nghẽn mạch hoặc lấp mạch, chiếm tới 80% số bệnh nhân tai biến. Chúng ta biết là cái mạch máu nếu mà nó rộng ấy, thì dù thiếu máu nó vẫn còn đủ máu để nuôi. Nhưng nó đã hẹp rồi thì anh thiếu rồi thì cái số lượng máu mà chui qua cái động mạch để nuôi cái chỗ đó ấy, nó càng ít. Và càng ít thì có thể nói là nó tắc luôn. Tắc luôn thì gây đột quỵ. Triệu chứng của đột quỵ là chóng mặt, mất thăng bằng, đau đầu, khó khăn khi nói, nôn ói, có thể ngất liệm. Cơn đột quỵ có thể gây ra khuyết tật tạm thời hoặc vĩnh viễn, tùy thuộc vào phần não bị ảnh hưởng và thời gian não bị thiếu lưu thông máu. Vâng, câu hỏi đầu tiên xin được hỏi bác sĩ đó là cơn đột quỵ thì có thể gây ra khuyết tật tạm thời hoặc vĩnh viễn tùy thuộc vào phần não bị ảnh hưởng và thời gian não bị thiếu lưu thông máu. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là bệnh nhân bị đột quỵ thường xuất hiện những cái di chứng như thế nào? Thì như chúng ta đã biết thì não là cái trung khu điều khiển hầu như mọi hoạt động của cơ thể, từ tất cả vận động, cảm giác, tri thức, tư duy, vân vân. Chính vì thế những tổn thương của bộ não xảy ra trong cái bệnh lý đột quỵ sẽ gây ảnh hưởng tất cả đến những cơ quan mà não chi phối. Đầu tiên phải kể đến là những di chứng về vận động. Bệnh nhân sẽ giảm và mất khả năng vận động, từ đó dẫn đến giảm hoặc mất khả năng di chuyển. Bệnh nhân có thể phải gắn cả đời với chiếc giường, di chuyển bằng xe lăn, hoặc thậm chí bệnh nhân nhẹ nhàng hơn thì bệnh nhân cũng phải di chuyển bằng nạng, bằng gậy. Những di chứng thứ hai mà bệnh nhân có thể gặp phải đó là những cái khó khăn về giao tiếp. Ngoài ra thì bệnh nhân sẽ gặp những khó khăn trong cái việc do rối loạn về tri giác, tri thức, nhận thức, rối loạn về tâm lý, cảm xúc. Và tất cả những cái vấn đề hạn chế di chứng như thế nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là bệnh nhân giảm và mất khả năng lao động. Bệnh nhân có thể không quay về được với cái công việc mà trước đây mình đã từng gắn bó, thậm chí không thể tự phục vụ được bản thân. Như thế là bệnh nhân sẽ rất cần cái phương pháp là phục hồi chức năng. Vậy thì vai trò của phục hồi chức năng sau đột quỵ đối với bệnh nhân là như thế nào? Thì để cho bệnh nhân có thể hòa nhập được với cái cuộc sống trước đây của mình thì cái vai trò của phục hồi chức năng vô cùng quan trọng. Trước đây thì sau giai đoạn bệnh nhân được cứu sống, bệnh nhân sẽ trở về với một cái tình trạng tàn tật và bệnh nhân sẽ phải phụ thuộc cái cuộc sống của mình vào gia đình và cả xã hội, thậm chí là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Thì bây giờ phục hồi chức năng sẽ can thiệp để người ta có thể độc lập tối đa từ việc sinh hoạt, từ việc di chuyển, thậm chí có những người bệnh có thể trở lại với công việc trước đây của mình hoặc có thể tìm được một công việc mới phù hợp với tình trạng khiếm khuyết hiện tại và không trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội nữa. Vậy thì ngoài những cái bài tập để có thể phục hồi chức năng thì những cái biện pháp can thiệp tâm lý sẽ có những cái vai trò như thế nào trong cái phương pháp trị liệu ạ? Bệnh nhân từ một người khỏe mạnh, có một cuộc sống độc lập, bỗng nhiên trở thành một người phụ thuộc và có nhiều tâm lý diễn ra khác nhau của các bệnh nhân khác nhau. Có những người bệnh thì rất là lo lắng, lo sợ bệnh tái phát lại. Có những người bệnh thì người ta lại trì trệ, tức là không muốn tập luyện, rất là lười biếng. Có những người bệnh lại có tâm lý ỷ lại, muốn người nhà phải chăm sóc mình. Và như vậy thì tùy từng bệnh nhân, tùy từng đối tượng có những tâm lý khác nhau mà chúng ta phải có cái can thiệp khác nhau. Chính vì thế mà cái việc can thiệp tâm lý này nó đòi hỏi chúng ta phải làm một cách tích cực. Thì việc can thiệp tâm lý này nó không chỉ là vai trò của bác sĩ, của nhân viên y tế mà nó còn có đóng vai trò vô cùng quan trọng của người nhà, bệnh nhân. Chúng ta phải gần bệnh nhân, phải hiểu bệnh nhân, từ đó có những cái biện pháp tâm lý để làm cho bệnh nhân phối hợp thì chúng ta điều trị mới có hiệu quả. Phác đồ điều trị thích hợp thì có ý nghĩa rất là quan trọng đối với cái quá trình mà phục hồi chức năng cho bệnh nhân, đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể cho biết là căn cứ vào yếu tố như thế nào để có thể đưa ra một cái phác đồ luyện tập phù hợp đối với từng bệnh nhân? Thì như chúng ta đã biết, tất cả những bệnh nhân của chúng ta có thể mắc bệnh giống nhau, nhưng tình trạng của mỗi bệnh nhân là khác nhau. Và những người làm nghề y chúng tôi là điều trị bệnh nhân chứ không phải điều trị bệnh.
Vì thế mỗi phác đồ điều trị nó sẽ phải phù hợp với từng cá thể. Và để đưa ra được một phác đồ điều trị phù hợp với từng cá nhân thì chúng tôi cần căn cứ vào nhiều yếu tố. Trong đó những yếu tố đặc điểm của bệnh nhân, tuổi, giới, đặc điểm của bệnh nhân thì chúng tôi quan tâm đến thời gian mắc bệnh. Đặc biệt là cái vùng tổn thương não, tổn thương định khu của não, rồi biểu hiện triệu chứng lâm sàng và các bệnh lý kèm theo để có thể có những cái thông tin chính xác đa chiều để chúng tôi hiểu về bệnh nhân và có cái phương pháp can thiệp nó tối ưu nhất. Thì tính đến thời điểm này tôi có thể tự hào nói rằng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ có đầy đủ các máy móc trang thiết bị hiện đại để phục vụ hỗ trợ cho chúng tôi trong việc chẩn đoán, lượng giá cũng như là điều trị bệnh nhân. Sắp tới chúng tôi sẽ có những cái hệ thống siêu robot là một hệ thống mới và rất hiện đại, có thể nói là hiện đại bậc nhất tính đến thời điểm này, sẽ hỗ trợ trong việc phục hồi chức năng di chuyển cho người bệnh, hay những hệ thống tập và can thiệp bằng thực tại ảo giúp cho bệnh nhân sẽ tập luyện một cách hào hứng, hứng thú và sẽ có hiệu quả hơn. Dạ vâng, đó là tín hiệu rất là vui đối với bệnh nhân bị đột quỵ đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị và các bạn, bên cạnh quá trình theo dõi và đánh giá thường xuyên tình trạng của từng bệnh nhân, việc áp dụng các biện pháp can thiệp kịp thời, đúng thời điểm kết hợp với phục hồi chức năng giai đoạn sớm sẽ giúp làm tăng cơ hội phục hồi cho bệnh nhân sau đột quỵ. Đột quỵ là bệnh khá phổ biến và dễ để lại di chứng gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Theo thống kê, hiện nay 80% bệnh nhân đột quỵ phải chịu những di chứng làm ảnh hưởng chức năng vận động hay di chuyển, nhất là chi trên, khiến họ không thể tự chăm sóc bản thân. Bệnh nhân Nguyễn Thị Thiệp, 77 tuổi, bị tắc động mạch não giữa bên phải, để lại di chứng liệt nửa người trái rất nặng nề. Bà Thiệp nhập viện trong tình trạng thờ ơ, giảm ý thức, mất hoàn toàn nhận thức, lãng quên nửa người bên trái, không có sự co cơ. Sau một thời gian điều trị và được lên kế hoạch luyện tập theo từng giai đoạn tại đơn vị phục hồi chức năng đột quỵ, bệnh nhân đã phục hồi chi giá và cơ lực, giao tiếp bình thường và đã chủ động được việc thay đổi tư thế. Thế sau một thời gian điều trị thế giờ bà cảm thấy thế nào? Bà điều trị bây giờ bà thấy bình thường, sức khỏe, khỏe thì có đau tay thôi. Những di chứng sau đột quỵ để lại khiến cho bệnh nhân khó có thể vận động đi lại được. Mục tiêu chung là nhằm giúp người bệnh phục hồi chức năng vận động, có thể di chuyển được, sớm hòa nhập với cuộc sống. Việc phục hồi chức năng sớm và tốt nhất cho người bệnh nhằm giảm đáng kể di chứng sau tai biến là mục tiêu quan trọng của các y bác sĩ tại đây. Vâng thưa bác sĩ, quá trình phục hồi sau đột quỵ quan trọng nhất là giúp giảm tối đa sự tái phát của các cơn đau và cải thiện dần chức năng thần kinh bị tổn thương, tăng cao cái tỷ lệ phục hồi vận động cho người bệnh. Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ thêm là để thực hiện tốt được điều này thì về phía bác sĩ và cả bệnh nhân cần phải tuân thủ nguyên tắc như thế nào để có thể rút ngắn được cái quá trình phục hồi? Để đạt được hiệu quả cao nhất, để kiểm soát được các cơn đau cho người bệnh, để cho bệnh nhân có thể tái hòa nhập cộng đồng và giảm nguy cơ tái phát, thì trong quá trình điều trị, cả bác sĩ lẫn người nhà bệnh nhân cũng như bệnh nhân phải tuân thủ một số những nguyên tắc nhất định. Về phía bác sĩ cũng như nhân viên y tế, chúng ta phải có một cái nhìn toàn diện. Phục hồi chức năng phải được thực hiện sớm và phải phục hồi toàn diện. Người bệnh phải được can thiệp cả về vận động trị liệu, hoạt động trị liệu, âm ngữ trị liệu và các phương pháp điện trị liệu để hỗ trợ điều trị đạt hiệu quả cao nhất. Và khi người bác sĩ có một con mắt nhìn toàn diện, hiểu được cái vai trò của phục hồi chức năng thì chúng ta đưa ra một cái phác đồ phù hợp. Và vì phục hồi chức năng sau đột quỵ là cả một quá trình dài lâu nên đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự phối hợp của gia đình và thậm chí là cả xã hội cùng vào cuộc thì mới tạo được một cái môi trường cho người bệnh phục hồi và hòa nhập một cách tối đa nhất. Vâng, và bác sĩ vừa mới chia sẻ là phục hồi chức năng sau đột quỵ là cần rất nhiều thời gian, tức là cần người nhà bệnh nhân cũng như là bệnh nhân cần phải có sự kiên trì và nhẫn nại. Vậy thì cái việc mà kiên trì nhẫn nại phục hồi chức năng sau đột quỵ nó có cái ý nghĩa quan trọng như thế nào, cũng như là bác sĩ có thêm những cái khuyến cáo như nào đối với bệnh nhân đang trong quá trình điều trị phục hồi chức năng sau đột quỵ? Tùy từng đối tượng bệnh nhân, tùy từng cái tổn thương não ban đầu mà cái thời gian hồi phục của các bệnh nhân khác nhau, nhưng người ta có thể lấy một cái con số trung bình là để một bệnh nhân đột quỵ não đã có những khiếm khuyết về vận động, bệnh nhân có thể bắt đầu đứng và đi được thì cũng phải mất từ 1,5 cho đến 2 tháng. Và khi bệnh nhân có thể di chuyển được một cách tương đối độc lập cũng phải mất khoảng 3 tháng. Như vậy là bệnh nhân cũng như người nhà bệnh nhân chúng ta phải hiểu được là cái quá trình phục hồi chức năng nó là một cái quá trình trường kỳ. Vì thế mà chúng ta không thể nóng vội được. Chúng ta phải kiên trì, phải nhẫn nại và cái yếu tố kiên trì và thường xuyên liên tục là một cái yếu tố quan trọng.
Khi mà đã quay trở về nhà thì người bệnh cũng như là người nhà bệnh nhân thì cần có một cái chế độ chăm sóc cũng như là những cái chú ý như thế nào để có thể là phục hồi chức năng một cách tốt nhất cũng như là trả lại cái việc hoạt động cho bệnh nhân sau đột quỵ? Chuyên ngành phục hồi chức năng thì khác với những chuyên ngành khác. Những chuyên ngành khác thì các bạn có thể thấy là sẽ chỉ diễn ra ở bệnh viện thôi. Nhưng riêng chuyên ngành phục hồi chức năng thì chúng tôi có một cái cụm từ đó là phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Điều đấy có nghĩa là cái vai trò của gia đình và của xã hội khi mà bệnh nhân trở về với cuộc sống hàng ngày là vô cùng quan trọng. Vậy thì cái câu mà chúng tôi vẫn hay dặn bệnh nhân trước khi ra viện ấy, đó là gì? Bác uống thuốc theo đơn, bác đến khám theo hẹn và bác tập luyện theo hướng dẫn. Khi về gia đình, bệnh nhân vẫn phải tiếp tục luyện tập. Khi đó thì cả gia đình sẽ phải vào cuộc trong quá trình mà phục hồi của bệnh nhân. Gia đình bệnh nhân sẽ phải thay đổi cả cái lối sống. Chúng ta có thể phải chế tạo cho những bệnh nhân những cái thìa, những cái đũa phù hợp với cái khiếm khuyết của bệnh nhân đang còn, hoặc thậm chí đã thay đổi cả cái địa thế của cái không gian ngôi nhà, hoặc đơn giản như là bệnh nhân trước đây phòng tắm của các bạn hoàn toàn không có ghế tựa thì bây giờ phòng tắm của các bạn có thể phải có ghế tựa để cho phục vụ người bệnh. Tuy nhiên thì cũng nhấn mạnh một cái điều như thế này, người Việt Nam chúng ta cũng vì tâm lý rất là thương yêu chăm sóc người nhà nên nhiều khi là người nhà lại làm hộ bệnh nhân quá nhiều, và điều đó thì có nghĩa là đang hại bệnh nhân. Khi bệnh nhân đã phụ thuộc thì những cái thương tật thứ cấp sẽ xuất hiện. Bệnh nhân sẽ vướng phải những cái thương tật như là teo cơ, cứng khớp, biến dạng khớp mà do hậu quả của cái việc là ít hoạt động, ít tập luyện gây nên. Nên là trong một giới hạn nào đó thì người nhà bệnh nhân sẽ hỗ trợ bệnh nhân chứ không phải làm hộ bệnh nhân tất cả mọi việc. Kiên trì luyện tập phục hồi chức năng, uống thuốc theo đơn, khám theo hẹn, luyện tập theo hướng dẫn, đảm bảo sức khỏe, tâm lý cho người bệnh, loại bỏ các yếu tố nguy cơ, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, việc chăm sóc, điều trị, phục hồi chức năng sau tai biến là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả người bệnh và người nhà bệnh nhân. Bên cạnh việc tuân thủ đúng các phác đồ điều trị của bác sĩ, thì người nhà bệnh nhân cũng như người bệnh cần có một chế độ dinh dưỡng khoa học và hợp lý. Và một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Lâm Thùy Mai đã tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và xin được kính chúc bác sĩ sẽ có thật là nhiều sức khỏe để có thể đồng hành cùng với các bệnh nhân để điều trị có thể tốt nhất cho bệnh nhân sau đột quỵ.